À, xin chào cô chú anh em các bạn. Bữa nay là mùa dịch ha, là mình sẽ có chiếc quay Alpha lốp trắng. Xe này là xe zin chưa rớt đầu nha các bạn. Để tổng quát cho anh em coi, xe này xe zin chưa rớt đầu, máy móc nguyên zin luôn. Biển số cũng đẹp, 85656. Xe này nghe chính chủ nha các bạn. Này bỏ lâu quá, chủ không không chạy nữa. Nay chủ xe không chạy, chủ xe cần bán. Đây. Niền zin theo xe. Cam dàn chân đẹp. Áo cũng tạm đẹp. Xe này là máy móc nguyên zin nha. Chưa rớt đầu. Đó. Xe này là xe chưa có rút đầu nha các bạn. Xe zin chưa rút đầu. Rồi các bạn để đánh giá là vòng vòng chiếc xe đi. Này lốc. Này vàng bạc. Bô rin theo xe luôn. Biển số. Áo. Phột theo xe. Bọc sơn theo xe. Bọc sơn theo xe luôn, tem theo xe luôn các bạn. Phột. Bọc sơn theo xe. Lốc. Xe này mình nói chung nhìn chung là xe này rất là đẹp. Xe này tại mùa dịch chủ cần bán, cho nên mình quay cho các bạn xem. Anh em thích xe này thì alo cho mình. Xe sạch sẽ không nhớt nhau các bạn. Đầu lò máy móc zin. Đây nhìn này. Bao tay zin. Hai mươi mấy năm mà cái bao tay với cục này còn. Bao tay cục này hai mấy năm. Hai hai lẻ 203 213 của 20 năm chứ, mười mấy 20 năm. Gần 20 năm mà. Bao tay còn. Xe này tại bụi dơ các bạn, áo đẹp, chá, bóng lưỡng à. Tại dơ. Sạch sẽ. Nay chủ xe cần bán, anh em nào có thì liên hệ qua mùa dịch thì lấy. Xe máy zin chưa rút đầu. Quay Alpha lốp trắng nha các bạn. Vỏ Kenta, vỏ chỗ chủ xe thay vỏ mới luôn. Mới xanh nè. Quay lại cái đầu bò cho anh em coi. Đó, chưa rút đầu luôn. Xe rin máy im lắm. Xe này bỏ lâu quá chứ chưa đổ xăng thôi chứ xe này máy im cực kỳ luôn á. Để nổ máy cho anh em nghe. Phải kéo này. Đó, các bạn nghe nó nổ máy nữa. Nó chạy cốc cốc. Máy đang nổ nghe anh em. Máy đang nổ. Công nhận máy im thiệt. Máy im lắm nghe, im không nghe tiếng động luôn á. Nồi rin, đầu lòng máy móc rin hết nghe nè. Ồ, cái sườn xanh lét là đẹp quá. Nhìn cái sườn ở trong à, xanh lét à. Máy đang nổ, garanti ghê hồn không? Giả cái yên lên nghe em coi. Ồ, trong này là chưa không có sơn phết gì nghe. Đẹp quá. Hồ sườn đẹp quá. Xe này đẹp. Xe này quá đẹp quá đẹp. Rồi xe lốp trắng. Lốp trắng áo đẹp. Máy móc nguyên zin, xe dàn chân cũng đẹp, mua vậy là chạy đề bình bọng đầy đủ, đèn kèn đầy đủ. Có mười mấy triệu à, xe quen pha, xe cổ. Anh em cần thì liên hệ hú mình ha. Tổng quát lại xe cho anh em coi. Xe này rửa ra là mới xanh luôn á.
Em nhìn kỹ là vàng ốc tán xanh lét à, thấy không? Ốc tán xanh luôn á, không không có xét nha. Ốc tán dần sau nè, ốc này ốc xanh nhá, không không có xét nha anh em, đó rõ luôn á. Rồi tóm lại là quay alpha lốc trắng, xe đầu nồi máy móc zin, nồi còn trả cốc cốc, chỉ có 10 trên 10 triệu chút à. Anh em có gì liên hệ mình ha. Rồi chào anh em cứ đăng ký kênh chia sẻ cho những ai thích xe đó, tao biết tao có xe tao chạy. Rồi chào anh em ha.